Các em thân mến, hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn cho các em chủ đề số 1 vui bước đến trường với tiết học số 3 và tiết học số 4 gồm có những nội dung sau. Nội dung thứ nhất là ôn bài đọc nhạc số 1. Nội dung thứ hai là lý thuyết âm nhạc. Chúng ta tìm hiểu về các thuộc tính cơ bản của âm thanh. Nội dung thứ ba là thưởng thức âm nhạc. Tìm hiểu về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và nghe bài hát lên đàn. Chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất là ôn bài đọc nhạc số 1. Khi ôn bài, cô phải ra đất cùng với đọc tác phẩm sơ trường. Kem thực hiện lại một lượt nữa nhé. Các em có thể đọc chúng ta thực hiện lại bài hát kết hợp gõ phách mạnh và phách nhẹ. Chúng ta sẽ qua nội dung thứ hai, đó là tìm hiểu về những thuộc tính của âm thanh. Âm thanh có hai loại, loại thứ nhất đó là âm thanh của tiếng động, loại thứ hai là âm thanh được dùng trong âm nhạc. Hôm nay cô chỉ hướng dẫn các em tìm hiểu về âm thanh được dùng trong âm nhạc. Âm thanh dùng trong âm nhạc sẽ gồm có bốn thuộc tính sau đây. Thuộc tính thứ nhất là cao độ, có nghĩa là độ cao thấp trầm bổng của âm thanh. Thuộc tính thứ hai là trường độ, là độ ngân dài hoặc ngắn của âm thanh. Thuộc tính thứ ba là độ mạnh nhẹ của âm thanh, người ta gọi nó là cường độ. Thuộc tính thứ tư là âm sắc, có nghĩa là chỉ sắc thái tình cảm của âm thanh. Ví dụ khi chúng ta nghe giai điệu bản nhạc nào đó thì chúng ta cảm nhận được sắc thái tình cảm bài hát đó vui hay buồn, hồn nhiên, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ. Đó người ta gọi là âm sắc của âm thanh. Và khi âm thanh mà có đủ bốn cái thuộc tính trên thì người ta gọi đó là âm thanh trong âm nhạc. Chúng ta qua nội dung thứ ba là tìm hiểu về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và nghe bài hát lên đàn. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, ông sinh năm 1921 tại huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, nay thuộc thành phố Cần Thơ. Ông mất năm 1989. Thuở nhỏ, ông được cha cho học đàn kìm. Về sau, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước biết chơi cả đàn guitar và tự học lý thuyết âm nhạc. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như Dưới cờ Đảng vẻ vang, bài hát Tình bác sáng đời ta, bài Giải phóng quân, bài Giờ hành động, bài Hành khúc giải phóng, Xuống đường hay bài hát Tiến về Sài Gòn. Và đặc biệt là bài Giải phóng miền Nam, là bài hát được lấy làm chính thức của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước còn
là sáng tác cho rất nhiều những ca khúc cho thiếu nhi có giá trị lớn và nổi tiếng một thời như những bài Thiếu nhi thế giới liên hoan, Reo vang bình minh, vân vân. Bài hát lên đàng theo nghĩa gốc có nghĩa là lên đường, là một trong những cái bài hát của nhạc sĩ Lưu Phước ra đời vào năm 1944, được phổ biến rộng rãi trong thanh thiếu niên và học sinh, và là bài hát chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Bài hát lên đàng biểu hiện khí thế hào hùng như một lời kêu gọi mạnh mẽ, thúc giục thế hệ trẻ lên đường tham gia cách mạng cứu nước, giải phóng dân tộc. Đây là một trong những bài hát hành khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Sông pha lên đàng tiếng vui tươi sáng, ta nguyện đồng lòng tiến tô non sông, từ nay ra sân anh tài đoàn ta trên vai nghề chi trông gai lên đàng, ta người Việt Nam nhìn tương lai huy hoàng, đoàn ta bước lên đàng cùng hiên ngang. Trời mây bao la muôn đời, tâm hồn phơi phới, mau nhìn hoàn cầu ta trong năm châu, cùng nhau cùng chi anh hào, đoàn ta đi mong lòng trai phong nao lên đàng, ta người Việt Nam nhìn là sông tương hùng, đoàn ta hát vang lừng là sông bay. Qua nội dung của hai tiết học cô giới thiệu ngày hôm nay thì các em tiếp tục ôn tập bài tập đọc nhạc số 1. Các em xem lại phần nhạc lý, những thuộc tính của âm thanh và các em cũng tìm hiểu thêm về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát lên đàng của ông. Đồng thời các em cũng xem trước cái chủ đề thứ hai số 2 trong sách giáo khoa để chúng ta tiếp tục chuẩn bị cho tiết học sau. Cô xin chào các em, chúc các em luôn vui khỏe, học tập tốt.